Rating không chỉ đo lường số lượng khán giả mà còn là bảo chứng cho mức độ thành công của một bộ phim Hàn Quốc hay là một chương trình truyền hình. Sau đây là danh sách 15 tựa phim Hàn Quốc có rating cao nhất trong vòng 7 năm qua, theo thống kê của Nielsen Korea cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2020. Nếu là một mọt phim Hàn chân chính, chắc hẳn bạn không thể không biết 15 tựa phim Hàn Quốc sau đây. 15. Bộ phim Hàn Quốc Strong Woman Do Bong Soon, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon. Rating phim 7.65%. Bộ phim Hàn Quốc xoay quanh Do Bong Soon do Park Bo Young thủ vai. Cô gái nhỏ nhắn nhưng sở hữu sự mạnh mẽ phi thường. Cô có thể mang vác, phá vỡ và di chuyển những vật nặng mà người bình thường không thể làm được. Vì khả năng đặc biệt của mình mà cô được thuê làm vệ sĩ cho Ah Min-hook do Park Hyung-sik thủ vai, người thừa kế của tập đoàn Osung và là giám đốc điều hành của công ty game NSOT. Quãng thời gian ở bên nhau đã khiến chủ tịch Ah Min-hook động lòng cho Do Bong-soon. Tuy nhiên, cô lại sớm dành tình cảm của mình cho người bạn thân In-guk Do. Ngoài chuyện tình yêu hài hước, rắc rối nhưng không kém phần lãng mạn, thì phim còn đem đến cho người xem những khoảnh khắc hồi hộp, gay cấn khi theo dõi quá trình bắt tội phạm của Do Bong-soon. 14. Bộ phim Hàn Quốc The Crown Cloud – Chàng hề thế thân. Rating phim 8.41%. Được remake lại từ Masquerade – Hoàng đế giả mạo, một trong những bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc. The Crown Cloud là câu chuyện xoay quanh chàng hề Ha Son do John Jin-woo thủ vai. Bởi vì có tướng mạo giống với vua, nên Ha Son phải trở thành người thế thân cho vua để bảo vệ vua khỏi sự ám sát. Từ đây thì anh bắt đầu bước vào thế giới hoàng cung mưu mô, quyền lực và tàn nhẫn. Không chỉ dính vào những thị phi mà Ha Son còn gặp rắc rối khi chót đem lòng yêu thương hoàng hậu Ju So-jun do Lee Se-jong thủ vai. Liệu mối tình tay ba này sẽ đi về đâu? Chàng hề Ha Son sẽ sống sót như thế nào trong chốn thâm cung đầy cạm bẫy? 13. Bộ phim Hàn Quốc Memories of the Alhambra – Hồi ức Alhambra. Rating phim 8.43%. Lấy cảm hứng từ chủ đề game, công nghệ, thực tế ảo, Memories of the Alhambra là bộ phim Hàn Quốc kể về cuộc phiêu lưu ký lãng mạn giữa chàng CEO Ju Jin-gu do Win Bin thủ vai và cô chủ nhà trọ Jung Hae-ju do Park Shin-hee thủ vai, bị đánh thức lúc nửa đêm bởi một lời chào mời. Ju In-gu lặn lội sang Tây Ban Nha để ký hợp đồng với người sáng tạo ra trò chơi Jung Se-ju, Park Chan-jon thủ vai. Thế nhưng khi anh đến nơi thì Se-ju lại đột nhiên mất tích. Tại đây thì anh đã gặp Jung Hae-ju, chị gái của Jung Se-ju, đồng thời cũng là chủ nhà trọ nơi anh đang ở. Cả hai bị cuốn vào thế giới viễn tưởng và buộc phải bắt đầu trò chơi sinh tử. 12. Bộ phim Hàn Quốc Encounter – Gặp gỡ. Rating phim 8.5%. Encounter là bộ phim Hàn Quốc có rating khá cao, kể về chuyện tình giữa Cha Soo-hyun do Song Hye-kyo thủ vai, một nữ doanh nhân xinh đẹp, thành đạt, và chàng trai trẻ Kim Jin-hook do Park Bo-gum thủ vai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì Cha Soo-hyun được bồi thường một khách sạn. Nhờ sự thông minh và óc tính toán của cô mà tình hình kinh doanh của khách sạn này ngày càng phát triển. Câu chuyện bắt đầu trong một lần Cha Soo-hyun sang Cuba công tác. Tài xế của cô vì mải nghe điện thoại nên vô tình đâm phải bàn cà phê mà Kim Jin-hook đang ngồi. Va chạm đã khiến chiếc máy ảnh nhiều kỷ niệm của anh bị hư hại nặng nề. Tuy vậy, anh lại không hề nổi nóng mà còn tốt bụng bảo với Cha Soo-hyun nhanh chóng rời đi để tránh kẹt xe. Kể từ đó mà nhân duyên liên tiếp cho họ gặp nhau và cứ thế thì mối tình chị em bắt đầu nảy nở. 11. Bộ phim Hàn Quốc Signal – Tín hiệu. Rating phim 8.8%. Được xây dựng dựa trên một vụ án gây chấn động của Hàn Quốc, bộ phim Signal kể về hành trình truy bắt tội phạm của những cảnh sát Hàn Quốc. Trong quá khứ thì Hae-jong do Lee Jae-hoon thủ vai đã từng tận mắt chứng kiến bạn học của mình bị bắt cóc. Tuy nhiên khi cậu đến sở cảnh sát thì không ai tin cậu cả. Vụ án cứ thế trôi dần vào ngõ cụt. 15 năm sau thì cậu bé Hae-jong giờ đây đã trở thành một cảnh sát. Hai ngày trước khi hết thời hạn truy tố vụ án năm xưa thì Hae-jong tình cờ phát hiện ra bộ đàm của mình có thể kết nối với cảnh sát Lee Jae-han do Jin-gung thủ vai từ năm 1989. Họ đã cùng nhau phối hợp để đưa sự thật ra ánh sáng. 10. Bộ phim Hàn Quốc Hotel de Luna – Khách sạn ánh trăng. Rating phim 8.9%. Hotel de Luna là một trong những bộ phim Hàn Quốc có rating cao và được nhiều khán giả Việt yêu thích. Đây là tác phẩm xoay quanh cô chủ khách sạn Jang Man-won do IU thủ vai và chàng quản lý Gu Chan-sung do John Jin-gu thủ vai. Jang Man-won vì phạm một lỗi lầm trong quá khứ nên bị phạt ở lại khách sạn de Luna hàng nghìn năm.
cô không chỉ có nhiệm vụ tiếp đón các linh hồn mà còn phải giúp họ hoàn thành thâm nguyện trước khi rời khỏi thế gian loài người. Mặc dù lạnh lùng khó tính, thế nhưng Mangon lại là một cô gái yếu đuối và muốn được che chở. Trái ngược với Giang Mangon thì Cu Chan Sung là một chàng trai hiền lành và điềm đạm. Chính tình yêu của anh đã làm thay đổi và chữa lành những tổn thương quá khứ của Giang Mangon. 9. Bộ phim Hàn Quốc 100 Days My Prince, Lang Quân 100 Ngày, rating phim 9%. Thuộc thể loại phim cổ trang của Hàn Quốc, bộ phim 100 Days My Prince không tập trung vào những khía cạnh phức tạp, trốn hoàng cung, mà chủ yếu khai thác cuộc sống hôn nhân của thế tử và một dân thường. May mắn trốn thoát khỏi một vụ ám sát, thế tử Lee Yoon do Du Kyung-soo thủ vai, rơi xuống vách đá, bị thương nặng và mất trí nhớ. Anh lưu lạc khắp nơi và nghĩ rằng mình chỉ là một nông dân bình thường. Tình cờ bắt gặp Lee Yoon, cô thôn nữ Hong Sim đang ngỏ ý làm vợ anh chàng để tránh hình phạt từ các quan chức trong vùng. Từ đây thì đời sống hôn nhân trắc trở nhưng cũng không kém phần thú vị bắt đầu. 8. Bộ phim Hàn Quốc Hospital Playlist – Chuyện đời bác sĩ, rating phim 9.9%. Phim Hàn Quốc Hospital Playlist xoay quanh cuộc sống của 5 bác sĩ khoa gan, mật, tụy, Ik-jun do Ju Jung-suk thủ vai, bác sĩ khoa nhi Jung Won do Ju Yeon-suk thủ vai, bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực Jun Wan do Jung Kyung-woo thủ vai, bác sĩ sản khoa Suk Hoon do Kim Dae-myung thủ vai và bác sĩ khoa thần kinh Song-hwa do John Mi-du thủ vai. Thân thiết bên nhau từ khi còn là sinh viên, 5 vị bác sĩ tài năng này tiếp tục trở thành đồng nghiệp ở trong bệnh viện Yu-jia. Bằng nhiệt huyết của mình thì họ đã cùng nhau cứu sống nhiều sinh mệnh. Không chỉ có niềm đam mê dành cho y học mà họ còn lập ra một ban nhạc để thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Đây không chỉ là một bộ phim Hàn Quốc có rating cao mà thực sự là một bộ phim Hàn Quốc thể loại bác sĩ cực kỳ hay mà bạn không nên bỏ lỡ. 7. Bộ phim Hàn Quốc Itaewon Class – Tầng lớp Itaewon, rating phim 11.8%. Được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, Itaewon Class kể về Park Seo-ri do Park Seo-jun thủ vai, một chàng trai trẻ nhưng sớm gặp nhiều trắc trở. Cuộc đời của Park Seo-ri bắt đầu rẽ lối khi anh bị đuổi học khỏi trường cấp 3 vì đánh kẻ bắt nạt Jang Woon-won do An Bo-hwin thủ vai, người thừa kế của tập đoàn thực phẩm Jang-ga. Sau đó không lâu thì cha anh qua đời vì tai nạn xe do chính Woon-won cố ý gây nên. Phẫn uất và ức nghẹn thì Park Seo-ri đã tìm đến Jang Woon-won để hỏi tội thì bị bắt vì tội mưu sát. Không từ bỏ khát vọng làm giàu và trả thù cho cha. Sau khi ra tù thì anh chàng cộng sự mở quán nhậu Dan Bam, xây dựng nên công ty IC và lập kế hoạch để lật đổ đế chế Jang-ga. Thời điểm phim Itaewon Class phát sóng đã tạo nên một cơn địa chấn tại Việt Nam bởi những tình tiết quá hay. 6. Bộ phim Hàn Quốc Crash Landing on You – Hạ cánh nơi anh, rating phim 12.2%. Danh sách những bộ phim Hàn Quốc có rating cao nhất 7 năm qua không thể bỏ qua cái tên Crash Landing on You – Hạ cánh nơi anh. Đây là bộ phim Hàn Quốc về câu chuyện tình yêu giữa nữ tài phiệt Nam Hàn Jun Se-ri do Son Jae-jin thủ vai và sĩ quan quân đội Bắc Hàn Ri Jung-hook do Hyun Bin thủ vai. Trong một lần nhảy dù để ăn mừng quyền thừa kế thì Jun Se-ri đã bị cuốn sang khu phi quân sự Triều Tiên. Cùng lúc đó thì sĩ quan Jung-hook cũng đang đi tuần tra ngang khu vực này. Hai người đã gặp nhau vào một chuỗi những tình huống ly kỳ cùng những khoảnh khắc lãng mạn bắt đầu từ đây. Để Se-ri có thể an toàn trên vùng đất này, cô buộc phải trở thành vị hôn thê của Jung-hook. Ngoài ra muốn được về nước thì cô phải nhanh chóng học các quy tắc, đồng thời sống chung với Jung-hook. 5. Bộ phim Hàn Quốc Reply 1988 – Lời hồi đáp 1988, rating phim 12.4%. Giữa lòng Seoul hoa lệ là khu phố Sangmun-dong, yên bình và đầy ắp tình người, nơi có 5 người bạn thân thiết đã cùng nhau lớn lên. Bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ, họ đã trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, những dung cảm trong sáng, vô tư và thanh thuần. Bộ phim lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc năm 1988, thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa hè và những cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ của sinh viên. Không bi kịch, phức tạp, ồn ào, Reply 1988 là mảng ký ức tươi đẹp, nhẹ nhàng về tình hàng xóm, tình bạn và tình thân. 4. Bộ phim Hàn Quốc Sky Castle – Lâu đài trên không, rating phim 12.5%. Đối với nhiều gia đình giàu có ở Hàn Quốc, sự nghiệp học tập không còn là nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân mà là cuộc chiến của những ông bố bà mẹ. Trong Sky Castle, vì muốn con mình trở thành những người tài to mặt lớn, những bậc phụ huynh không ngần ngại giành giật cho con mình tấm vé vào trường đại học danh giá. Từ thuê gia sư nổi tiếng, tổ chức câu lạc bộ cho đến việc chạy đua để được tuyển thẳng vào đại học.
Họ đã vô tình đẩy con cái vào chỗ trầm cảm và làm rạn nứt tình cảm gia đình. 3. Bộ phim Hàn Quốc Goblin Yêu Tinh, rating 12.9%. Là một tướng quân tài ba, dũng mãnh sống một thời cao ly, Kim Sin do Gung Ju thủ vai, vì sự hãm hại của một gian thân mà bị đâm bởi chính cây kiếm anh đã dùng để đánh giặc. Tuy nhiên Kim Sin không chết mà lại còn được sống bất tử. Sự bất tử vừa là phần thưởng nhưng cũng là hình phạt để Kim Sin phải chịu giày vò vì đã cướp đi nhiều sinh mạng. Để có thể thoát khỏi sự ám ảnh và được nhắm mắt xuôi tay thì Kim Sin phải tìm thấy một cô dâu có khả năng nhìn thấy và rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể anh. Cuộc sống của Kim Sin cứ thế trôi qua hàng thiên niên kỷ, cho đến một ngày anh gặp được Jiun Top do Kim Go Eun thủ vai, nữ sinh cấp 3 có khả năng nhìn thấy linh hồn. Đến bây giờ khi nhắc đến bộ phim Hàn Quốc có rating cao nhất trong 7 năm qua thì khán giả vẫn nhớ mãi cái tên Goblin. 2. Bộ phim Hàn Quốc Meet the Sunshine, Quý Ngài Ánh Dương, rating 13%. Lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc trong những năm tháng loạn lạc, bộ phim Meet the Sunshine kể về chuyện tình giữa Choi Joo Jin do Ri Byung-hun thủ vai và Go Ae-shin do Kim Tae-ri thủ vai. Rời khỏi Hàn Quốc đến Mỹ từ khi còn là một anh chàng thanh niên trẻ tuổi, Choi Joo Jin trở thành một người lính Mỹ mang dòng máu châu Á. Trở về quê hương sau cuộc đụng độ giữa Hải quân Mỹ và quân đội Hàn Quốc thì anh gặp gỡ và đem lòng yêu mến Go Ae-shin, một tiểu thư yêu nước. Liệu rằng tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua khoảng cách về mâu thuẫn chính trị và đảng phái hay không? 1. Bộ phim Hàn Quốc The World of Marriage, Thế giới hôn nhân, rating phim 16.9%. Đứng đầu trong danh sách 15 bộ phim Hàn Quốc có rating cao nhất trong 7 năm qua thuộc về bộ phim The World of Marriage, Thế giới hôn nhân. Phim kể về Ji Sun-gu do Kim Hee-ae thủ vai là một người phụ nữ xinh đẹp, có sự nghiệp ổn định cùng với người chồng thành đạt và đứa con trai ngoan ngoãn. Tưởng rằng mình đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn, thế nhưng cô không hề biết rằng cô đang bị phản bội bởi chính người chồng và người bạn của mình. Sau khi sự thật vỡ lở thì Sun-gu đau khổ, ám ảnh đến mức muốn sát hại chồng và nhân tình. Tác phẩm The World of Marriage không chỉ chú trọng vào vấn đề ngoại tình mà còn đề cập đến các vấn đề về bạo lực gia đình và tâm lý của những người bị phản bội. Vậy là blog Việt Food vừa điểm tên đến các bạn 15 tựa phim Hàn Quốc có rating cao nhất trong vòng 7 năm qua. Các bạn đã xem bộ phim nào rồi trong top 15 bộ phim này thì hãy để lại bình luận ở dưới phần comment của video này nha. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.